là vua phá lưới World Cup khi các bé 2K5 chuẩn bị thi đại học. Dù có tên thật nhưng anh vẫn được gọi là Ninja Rùa. Không phải nói đùa nhưng anh giống như tay đua công thức 1. Khi anh bứt tốc thì cả thế giới bị bỏ lại phía sau. Anh chạy như CR7, anh quẩy như Thierry Henry. Mỗi khi anh phi thì đến cả Kyle Walker cũng phải hít khói. Anh là hiện thân cho câu nói tuổi trẻ tài cao, khiến cả thế giới lao đao khi cầm trên tay cúp vàng World Cup. Khi anh dục dịch rời đi thì Tổng thống Pháp cũng phải níu anh ở lại. Và khi ở lại, anh là phó chủ tịch đương đại của PSG. Không nể Messi thì đến cả penalty anh cũng cướp nốt. Và muốn làm giờ gốt thì tốt nhất là nên đến Real. Ông Hoàng bứt tốc, chúa tể tay côn, chiến thần phá gôn bằng những pha sút bóng. Vâng, chính là anh, người tình trong mộng của Real Madrid, Kylian Mbappe.